Đây là một trong hai câu chuyện mà mình cảm thấy rất xúc động từ cuốn Nghệ thuật tinh tế của việc đáng quan tâm từ tác giả Mark Manson. Câu chuyện thứ nhất trích từ chương 4, Giá trị của sự chịu đựng, kể về thiếu úy Hiro Onoda. Vào những tháng cuối cùng của năm 1944, nền kinh tế của nước Nhật điêu đứng và thất bại dường như không thể tránh khỏi. Ngày 26 tháng 12 năm 1944, thiếu úy Hiro Onoda của lục quân đế quốc Nhật Bản đã được điều động tới một hòn đảo nhỏ ở Lubang, Philippines. Nhiệm vụ của ông là cố hết sức kìm chân quân đội Mỹ đứng lên chiến đấu bằng mọi giá và không bao giờ được đầu hàng. Và cả ông lẫn người chỉ huy của mình đều biết rằng đây thực chất là một nhiệm vụ tử vì đạo. Vào tháng 2 năm 1945, lực lượng hùng hậu của quân đội Mỹ đổ bộ vào Lubang và đóng quân trên đảo. Vài ngày, gần như tất cả lính Nhật đều đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nhưng Onoda và ba người nữa lẩn trốn vào trong rừng sâu. Từ đó, họ bắt đầu chiến tranh du kích chống lại quân đội Mỹ và người dân địa phương, tấn công con đường cung cấp lương thực và hàng hóa thiết yếu, tập kích những tên lính đơn độc và quấy rối quân đội Mỹ bằng mọi cách. Nửa năm sau, tháng 8 năm 1945, nước Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Nước Nhật đầu hàng và cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử loài người cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, hàng ngàn lính Nhật vẫn rải rác trên những hòn đảo thuộc Thái Bình Dương. Hầu hết họ, trong đó có Onoda, đều lẩn trốn trong rừng sâu, không hay biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Quân đội Mỹ liên kết với chính phủ Nhật Bản rải hàng ngàn tờ rơi khắp khu vực Thái Bình Dương thông báo rằng chiến tranh đã kết thúc và đến lúc mọi người trở về nhà. Onoda cùng đồng đội đã tìm thấy và đọc những tờ rơi ấy, nhưng không giống những người khác, Onoda cho rằng chúng là giả mạo. Và cái bẫy do quân đội Mỹ bày ra để những người lính du kích lộ diện mà thôi. Onoda đem đốt hết những tờ rơi đó, rồi cùng đồng đội tiếp tục lẩn trốn và chiến đấu. Sau 5 năm, chiến dịch rải tờ đơn kết thúc và quân đội Mỹ cũng quay trở về nước từ lâu. Onoda và những đồng đội lại tiếp tục nã súng vào những người nông dân ăn trộm nông sản, đồ dùng sinh hoạt của họ và giết hại những người dân bản địa khi đi quá sâu vào rừng già. Chính phủ Philippines lại tiếp tục in các tờ rơi và rải khắp khu rừng. Hãy lộ diện, họ nói, chiến tranh đã kết thúc rồi, các người đã bại trận. Nhưng lần này, chúng cũng bị phớt lờ. Đến năm 1952, chính phủ Nhật thực hiện một nỗ lực cuối cùng để lôi kéo những người lính còn lại đang lẩn trốn ra khỏi Thái Bình Dương. Lần này, thư và ảnh gia đình của những người lính bị mất tích cùng thư tay của chính phủ Nhật Hoàng được máy bay thả xuống. Một lần nữa, Onoda vẫn không tin thông tin này là thật. Năm 1959, một đồng đội của Onoda đã đầu hàng, còn một người bị tiêu diệt. Rồi một thập kỷ sau đó, người đồng đội cuối cùng của Onoda tên là Kuzuka cũng bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát địa phương khi người này đang đốt ruộng lúa của người dân. Vẫn tiến hành chiến tranh chống lại người dân địa phương sau khi chiến tranh Thế chiến thứ hai đã kết thúc được 1/4 thế kỷ. Năm 1972, tin tức về cái chết của Kuzuka đã lan đến nước Nhật. Truyền thông Nhật Bản bắt đầu đặt ra câu hỏi, nếu như Kuzuka vẫn còn ở lại Lubang cho tới tận năm 1972, vậy thì Onoda có lẽ vẫn còn sống. Năm ấy, cả chính phủ Nhật lẫn Philippines đều cử đội thám hiểm tìm kiếm viên thiếu úy bí ẩn, giờ vừa là nhân vật huyền thoại, vừa là người hùng, vừa là một bóng ma. Khi đó, chàng trai trẻ tên là Norio Suzuki lần đầu tiên nghe đến Onoda. Anh là một người thích phiêu lưu, một nhà thám hiểm và có chút lập dị. Suzuki muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu mới. Anh vừa trở về Nhật Bản sau nhiều chuyến chu du và nhận thấy các quy tắc văn hóa hà khắc của hệ thống cấp bậc xã hội nước Nhật thật ngột ngạt.
Không được trang bị đào tạo về trinh sát hay chiến thuật, Suzuki tới Luban và bắt đầu lang thang khắp rừng nguyên sinh. Chiến lược của anh là kêu tên Onoda thật lớn và nói với ông rằng Nhật Hoàng rất lo lắng cho ông. Anh đã tìm được Onoda sau 4 ngày. Suzuki hỏi Onoda rằng tại sao ông lại tiếp tục chiến đấu. Onoda trả lời rất đơn giản, ông được giao nhiệm vụ không bao giờ đầu hàng, nên ông phải ở lại. Trong gần 30 năm, ông chỉ đơn giản tuân theo một mệnh lệnh. Rồi sau đó Onoda hỏi Suzuki tại sao một chú bé lang thang như anh lại tới đây tìm ông. Suzuki nói rằng anh rời nước Nhật để lần lượt tìm kiếm ba thứ: thiếu úy Onoda, một con gấu mèo và người tuyết. Hai người đàn ông đã gặp nhau trong tình huống lạ lùng nhất. Hai nhà phiêu lưu có thiện ý theo đuổi những ảo tưởng sai lầm của vinh quang, giống như Don Quixote và Sancho Panza phiên bản đời thực, cùng mắc kẹt trong khu rừng rậm ẩm ướt của Philippines, đều mường tượng mình là những vị anh hùng, dù cho cả hai đều cô độc, không có gì trong tay và không làm được gì. Onoda nói rằng ông không hối hận về bất kỳ điều gì. Ông tuyên bố rằng ông tự hào về những lựa chọn của mình. Quãng thời gian ở Luban, ông nói đó là vinh dự được cống hiến một phần đáng kể của cuộc đời để phục vụ một đế chế không tồn tại. Hiroyo Onoda lựa chọn chịu đựng vì lòng trung thành đối với một đế chế đã sụp đổ. Hiro Onoda trở lại Nhật vào năm 1974 và trở thành người nổi tiếng. Nhưng những gì ông thấy khi trở về Nhật Bản lại làm ông khiếp đảm. Một nền văn hóa bảo vệ người tiêu dùng, tư bản chủ nghĩa, sự giả tạo làm mất hết truyền thống của danh dự và hy sinh mà thế hệ ông đã được truyền dạy và nuôi dưỡng. Onoda cố gắng sử dụng sự nổi tiếng bất ngờ của mình để ca tụng các giá trị của nước Nhật cũ, nhưng ông bị ngó lơ trong xã hội mới. Onoda còn thấy chán nản hơn nhiều so với quãng thời gian mà ông còn ở rừng già. Ít nhất thì khi ở trong rừng, cuộc sống, cuộc đời của ông tồn tại vì một điều gì đó có ý nghĩa nào đó. Nhưng khi trở về Nhật, ở cái đất nước mà ông chỉ hoàn toàn thấy những thanh niên lập dị chống lại quy ước xã hội, những phụ nữ phóng đãng trong bộ đồ Tây, ông phải đối mặt với sự thật không thể lảng tránh. Gánh nặng của nhận thức này đã xuyên thủng ông theo cái cách mà không một viên đạn nào làm được. Và năm 1980, Onoda thu dọn đồ đạc, chuyển tới Brazil, ở lại đó cho tới khi từ giã cõi đời. Thank you for watching. I'll be back to see you soon.